Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết, công bố và trao giải cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2022. Bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội quen mặt với khán giả của sân khấu vàng cải lương, cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm nay quy tụ rất nhiều gương mặt mới đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dù chưa có điều kiện tham gia nhiều sân khấu lớn, nhưng những cô đào trẻ như nghệ sĩ Hồng Mảnh vẫn thể hiện hết mình, tỏa sáng trong các vở diễn dự thi. Khó khăn nhiều lắm, tại vì lần đầu tiên Hồng Mảnh tham gia. Động lực của Hồng Mảnh thì yêu nghề và muốn học nghề, học càng nhiều càng tốt, để sau này mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng như các bậc tiền bối. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều cái sân chơi nhiều hơn và nhiều cái sân khấu chuyên nghiệp, nhiều cuộc thi chuyên nghiệp như thế này để mà cho nghệ sĩ được cọ sát và nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình qua từng cái vai diễn, mặc dù nhỏ nhưng mà rèn cho nghệ sĩ được làm nghề rất là nhiều. Sau 5 đêm thi chung kết đầy gay cấn, ban giám khảo đã chọn ra chủ nhân của 6 huy chương vàng, 11 huy chương bạc ở các thể loại như vai kép mùi, kép độc, đào lẳng, kép lão, đào mụ, kép hài, đào hài, cùng 2 giải thí sinh ấn tượng nhất, 1 giải thí sinh trả lời ứng xử hay nhất, 1 giải nghệ sĩ truyền cảm hứng, 4 giải phụ diễn ấn tượng và 1 giải tác giả có nhiều đóng góp cho cuộc thi. Chất lượng thí sinh năm nay so với lần trước có nhiều điểm hơi vượt trội. Và các thí sinh có nhiều cái sự lựa chọn những cái tác phẩm để tham gia dự thi. Khâu tổ chức chúng tôi cũng hết sức là nghiêm túc và làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh có điều kiện tập dượt. Trong thời gian tới thì Sở Văn hóa Thể thao sẽ phối hợp với các địa phương rồi Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức những cái hoạt động quảng bá sau cuộc thi. Chúng tôi sẽ thực hiện những chương trình mang nghệ thuật cải lương với những thí sinh đã đoạt giải cùng với các nghệ sĩ tên tuổi khác đến một số địa phương trên cả nước để mong muốn rằng những thành quả từ cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, giúp cho các nghệ sĩ có dịp giao lưu, học hỏi và phát triển nhiều hơn trong nghề nghiệp. Cuộc thi khép lại nhưng đã mở ra nhiều hy vọng mới cho nghệ thuật cải lương trong thời gian tới.